Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt driver cho máy in Canon LBP2900. Bước đầu tiên, các bạn vào Google, các bạn gõ Canon Support. Các bạn chọn Canon Singapore. Các bạn bật dịch trang này. Các bạn chọn dòng sản phẩm là xe sơn. Trên đây nó hiện những cái như kiểu Windows 10 này, Windows 8, Windows. Bạn chọn ZVC Profile. Bạn xem được là máy tính của bạn là chạy 64 hay là 32 bit. Thì các bạn tải về đúng cái Windows của nó là được. Tôi đang dùng là Windows 8.1 bản 64 bit. Bạn download nó về. Sau đấy các bạn xài nén nó ra này. Các bạn bấm chạy này. Thấy cái dòng này, các bạn kích vào, các bạn thấy Win 964 đây nhỉ? Đấy, các bạn kích vào nó, các bạn bấm set up, bấm đây. Đấy, nó cho các bạn chọn là đây. Các bạn chuẩn bị cắm máy in vào. Đây, nó bảo bạn tắt bật cái máy in này để cho nó nhận này. Các bạn thực hiện theo nó. Đấy, khi nào xong là các bạn nó hiện ra rồi luôn. Đấy. Đây, bây giờ thử in thử nhá. Hai thành công. Bấm Ctrl P để in. Đây, các bạn thấy chưa? Thấy có đồng khả năng này, đúng không? Biến. Đây nó đang chạy này. Đấy. Đây xong rồi. Ok, và đây là kết quả này. Kết quả sau khi in xong. Trên đây là toàn bộ quá trình cài đặt driver cho máy in Canon BP 2900.
5%, và nó chỉ mất khoảng tầm 5%.